bao năm trôi qua. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi bắt đầu mùa chay, Hội Thánh lại mời chúng ta vào hoang địa với Đức Giêsu, 40 ngày sống trong cô tịch và cầu nguyện. Mùa chay là thời gian trở lại với Chúa và nhận ra những cám dỗ đang bủa vây chúng ta. Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta đều có bản lãnh của Đức Giêsu để chiến thắng những cơn cám dỗ. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an. Hiệp ý với nhóm lòng thương xót, với Hiệp hội Mến Thánh Giá và nhóm Kinh Trưa cầu cho các linh hồn Gia Tiên, linh hồn Phaolô, Raphael, Giuse, Maria, Marta, Joachim, Phêrô, Đam Minh và Vicente, lễ dỗ 100 ngày linh hồn Teresa, dỗ 6 năm Rosa và 7 năm Maria. Tôi thu nhận và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ này để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chức sách sáng thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: Đây ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi, nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán: Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái móng, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Khi ta quy tụ mây lại trên trời, móng sẽ xuất hiện trên mây, và ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, mọi đường lối Chúa đều từ bi và chung tín dành cho ai giữ giao ước của Ngài. Dạy con lối bước của Ngài, xin dẫn con đi trên đường chân lý, và dạy bảo con vì Ngài là Thiên Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Với thần linh, người đã đến giao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin. Đang khi lòng nhân từ Chúa đã khoan giãn lúc ông Noe đóng tàu, nhờ đó một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy. Vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngự bên hữu Thiên Chúa. Sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, người Eskimo ở Bắc Cực đã nghĩ ra một cách bẫy cho sói rất độc đáo để lấy da chúng làm y phục. Người ta dùng một con dao cực bén và nhúng lưỡi dao đó vào máu của súc vật, rồi đem phơi ra ngoài trời tuyết lạnh cho máu đông lại chung quanh bọc lấy lưỡi dao. Và đợi đến khi trời tối, thợ săn đem con dao bọc máu đó ra cắm giữa đồng hoang. Với tài đánh hơi bén nhạy, loài chó sói sẽ phát hiện rất nhanh mùi máu tươi và sẽ chạy đến liếm tới tấp vào cục máu đông đó cho đến khi lưỡi dao lộ ra cứa đứt lưỡi của chúng. Càng liếm mạnh thì lưỡi càng bị cứa sâu hơn, khiến cho máu chảy thành dòng, kết thúc cuộc đời của lũ sói tham ăn. Thưa quý ông bà và anh chị em, loài vật thường bị cám dỗ về miếng ăn, nhưng mà có thể nói con người là sinh vật phải đương đầu với nhiều cơn cám dỗ nhất. Cám dỗ của miếng ăn, cám dỗ của thức uống như rượu, bia, cám dỗ của thuốc lá, ma túy, cần sa, cám dỗ của thú vui nhục dục, của tiền bạc, để rồi sinh ra cờ bạc, số đề, gian lận, lừa lọc, cám dỗ của địa vị, công danh và vô vàn hình thức cám dỗ khác. Người ta bị thu hút, bị lôi cuốn vào các cơn cám dỗ như con sói tham lam lao vào liếm cục máu bọc lưỡi dao, như những con thiêu thân lao vào lửa, và hậu quả là con người trở nên mềm yếu, bạc nhược,
bị lôi cuốn vào dòng thác nhục vọng, như cánh bèo bị cuốn trôi giữa dòng lũ hung tàn. Không rõ một khi con chó sói biết có lưỡi dao bén ẩn giấu ở trong cục máu đông thì nó có còn dám liếm tiếp tục cục máu đó nữa hay không. Nhưng mà đối với nhiều người thì dù biết chắc đằng sau những lạc thú có ẩn giấu lưỡi dao thần chết, nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục hưởng thụ những thứ đó cho đến cùng. Giống như nhiều người trẻ biết chắc là ma túy sẽ dẫn đến cái chết thê thảm, nhưng mà họ cứ lao đầu vào. Những người ham mê cờ bạc, số đề, biết chắc sẽ dẫn đến nghèo túng, phá sản, nhưng mà vẫn không chừa. Chúa Giêsu vì trở nên người phàm như chúng ta, cho nên Ngài cũng chịu thử thách về mọi phương diện. Qua đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco cho biết Chúa Giêsu đã vào hoang địa 40 ngày và Ngài đã thực sự bị Satan cám dỗ. Nhưng mà điều đặc biệt là dù phải bị cám dỗ trăm bề về mọi phương diện như chúng ta, nhưng mà Chúa Giêsu không bao giờ thua cuộc, không bao giờ xa trước cám dỗ. Ngài đã chiến thắng vẻ vang trước mọi cơn cám dỗ và luôn trung thành đi theo đường lối của Chúa Cha cho đến cùng. Mỗi người chúng ta có một yếu điểm riêng. Nơi người này là cái miệng ham mê ăn uống, nơi người khác là bệnh háo sắc, hay là thói tham danh hám lợi, ham mê tiền bạc. Nơi người khác nữa có thể là lòng ích kỷ, hận thù, ghen ghét, kiêu căng, vân vân. Người đi câu thì luôn biết lựa loại mồi hợp sở thích của mỗi loại cá. Thì cũng vậy, ma quỷ có thừa khôn ngoan để chọn những mồi bà phù hợp khẩu vị của từng người và nhắm tấn công vào đúng tứ huyệt của chúng ta. Trong mùa chay này, Chúa Giêsu và giáo hội kêu mời chúng ta đi vào sa mạc, đi vào cõi thinh lặng của tâm hồn để nhìn lại lòng mình, để rà soát tâm tư của mình, xét xem những đam mê nào, những xu hướng tội lỗi nào đang chi phối cuộc đời của chúng ta mạnh nhất. Đó là những tứ huyệt cần phải canh phòng, che chắn. Chính những đam mê và xu hướng đó là động cơ xô đẩy con sói tham lam lao vào chỗ chết. Và cũng chính những động cơ đó sẽ hủy hoại cuộc đời của chúng ta, làm mất thanh danh phẩm giá cũng như giá trị cao đẹp của cuộc đời chúng ta và xô đẩy chúng ta xuống vực thẳm. Xin Chúa Giêsu cùng chiến đấu với chúng ta trong mặt trận gian khó này và ban ơn trợ giúp để chúng ta không bao giờ lùi bước trước bất kỳ cơn cám dỗ nào, nhưng mà kiên cường chiến đấu để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi, cho những đam mê xấu xa, và đồng thời lập được nhiều chiến công vẻ vang giống như Chúa Giêsu. Tôi tin kinh. Chúa Thánh Thần, Người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha.
Anh chị em thân mến, khi nhịn ăn 40 đêm ngày, Đức Giêsu đã nêu gương chay tịnh cho chúng ta, và khi phá tan mưu thâm trước độc của ma quỷ xưa, Người dạy chúng ta phải chiến thắng mọi cám dỗ trong cuộc sống thường ngày. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh không ngừng khuyến khích các Kitô hữu chuyên cần học hỏi lời Chúa, thường xuyên đọc tin mừng, nhất là đem ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu biết khiêm tốn lắng nghe và nỗ lực thực hiện lời mời gọi của Hội Thánh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Một trong những cản trở lớn lao cho sự hiệp nhất giữa những người tín hữu là tinh thần cục vụ, đầu óc ích kỷ, hẹp hòi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi tín hữu luôn cộng tác chặt chẽ với những người thành tâm thiên tri, để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Những công việc bác ái yêu thương giúp tẩy sạch tội lỗi trong tâm hồn người tín hữu, chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tích cực tham gia vào chiến dịch bác ái mùa chay, để chia sẻ tình thương và cơm áo cho những anh chị em nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã sai con một Chúa xuống thế làm người, đi trên những nẻo đường soi đá nóng bỏng trong sa mạc mênh mông, để mặc khai cho chúng con giao ước tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trọn tình con thảo với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh từ đông xanh anh chị em hãy cầu nguyện. Để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng châm nhân.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa Chay Thánh. Chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lời Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhìn ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tình. Và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ. Để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha mà tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa tăng đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cao. Lạy Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Với lời Chúa khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Phaolô, Raphael, Giuse, Maria, Marta, Joachim, Phêrô, Đa Minh, Vicente, Augustino, Teresa và Rosa mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Từ
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành ngoan. Thank you.
tiếc, có khi nào còn nuối tiếc đời sống qua bao ngày chưa biết tin ngày mai. Hãy thức dậy đi ơi, ai còn ngủ mê chưa quên câu thề, quên lối về, quên kiếp người xa quê. Hãy nhớ lại đi ơi, ai còn đang quên bước qua kiếp chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cây được vững vàng, đức mến hằng tha thiên. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin nhắc lại là thứ sáu tuần này phải ăn chay kiêng thịt thay cho thứ tư lễ tro vừa rồi. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Giáo sư là gia đình của những người làm con Thiên Chúa, tất cả là anh chị em, tất cả đã được thánh hóa để sống trong Đức Kitô dưới sự soi dẫn Thánh Thần, là dân thánh giữa nơi gian trần. Xin cho chúng con chân thành công tác
niềm tin yêu mơ.